Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đề họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Đi-đi-mô không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở đó với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoàn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa rằng: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật, và hôm nay là ngày cuối của tuần Bát Nhật. Và theo phụng vụ, 8 ngày này được Ngài gọi là ngày sáng tạo mới. Bởi vì Thiên Chúa sáng tạo cho chúng ta được thông phần sự sống thần linh, thông phần sự đời sống ân sủng, để chúng ta sống cái ơn gọi của mình. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu chúng ta không thể hiểu nổi. Vì thế Thánh Augustine nói với chúng ta: tạo dựng chúng ta cách lạ lùng, cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Con người chúng ta lỗi phạm mà Thiên Chúa không để mặc, và đã can thiệp vào dòng lịch sử này, chọn gọi. Và trong suốt dòng dài lịch sử chờ đợi đó, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng dân Chúa bằng lời của Chúa, bằng qua các tiên tri, để nhắc nhở dân sống cái ơn gọi của mình. Và khi thời gian đã tròn đầy, thì Đức Chúa sai chính con một của Ngài đấy, cho chúng ta thấy cái lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Và Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể làm người đó, đã đi cho tới cùng của thân phận con người và chết một cách ô nhục trên thập giá. Và như chúng ta thấy là cớ vấp phạm cho người Do Thái là sự điên rồ với dân ngoại, nhưng là căn nguyên ơn cứu độ của chúng ta. Người đã vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá chứa sự bất phục của nguyên tổ, và cho chúng ta được hòa giải, cho chúng ta được sống cái đời sống ân sủng, đời sống thần linh mà người mời gọi chúng ta. Qua đó chúng ta thấy được lòng thương xót và Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, và mời gọi chúng ta tin nhận người, và mời gọi chúng ta khi chúng ta tin nhận người, chúng ta giữ giới răn của người, chúng ta chiến thắng trần thế này. Như chúng ta nghe trong bài đọc 1 sách Công vụ, cũng như trong bài đọc 2 trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta chiến thắng thế gian. Khi mà chúng ta tin Đức Giêsu Kitô, chúng ta giữ giới răn của Người, chúng ta sống cái tương quan với Thiên Chúa, và như vậy chúng ta không để cho những đam mê, những dục vọng làm chủ chúng ta, và rồi chúng ta sống với tình yêu thương, bởi vì chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho nhân loại, dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cảm nhận được điều đó để chúng ta sống đáp trả phần nào tình thương, và thể hiện cái tình thương đó thì chúng ta sống yêu thương anh em. Thực không có dễ dàng, nhất là trong cái đời sống trần thế của chúng ta. Khi chúng ta lữ hành, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Rồi chúng ta trong cái xã hội mà người ta đề cao tiêu thụ, đề cao hưởng thụ, đề cao vật chất, chúng ta nhiều lúc cũng như những người khác, cũng tìm kiếm và xem ra những điều đó bảo đảm cho cái lợi trước mắt của chúng ta, nhưng lại không có tốt đẹp cho cuộc sống đời đời của chúng ta. Và vì thế chúng ta được mời gọi sống con người mới, con người của ân sủng, con người của tình yêu. Trong khi lữ hành trần thế, chúng ta không cúi mặt, nhưng biết ngước mắt về trời cao, bởi vì nơi đó, nơi mà chúng ta sẽ phải đến. Chúng ta gặp gỡ đấng cứu độ, chúng ta gặp gỡ đấng phục sinh. Thưa anh chị em, niềm tin phục sinh nơi Đức Giêsu Kitô đã thúc đẩy, đã quy tụ các môn đệ, và Chúa muốn các môn đệ tiếp tục loan báo cái niềm vui cứu độ này, loan báo tin mừng phục sinh này, và qua đó tiếp tục cái công trình cứu độ mà Người đã thực hiện, không chỉ là hiện tại hóa, không chỉ là làm chỉ là việc tưởng niệm, nhưng thực hiện các ơn cứu độ trong dọc dài lịch sử chúng ta cho đến ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang. Thưa anh chị em, qua đó chúng ta tôn vinh tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, cũng như chúng ta cầu nguyện cho anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót, trong gia đình lòng thương xót, biết sống lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Rồi cũng từ cảm nhận về tình thương, về lòng thương xót đó, cũng như mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu bao la của Chúa, để chúng ta sống, chúng ta thể hiện và giúp người khác cũng đón nhận được cái lòng thương xót. Khi chúng ta biết sống chan hòa, khi chúng ta biết sống yêu thương, khi chúng ta biết sống cái tinh thần phục vụ, để rồi chúng ta được sống và sống dồi dào.